Chào các bạn, hôm nay mình làm clip phân biệt sản phẩm thật giả của dòng Dior Son Clip Glow. Thì do thắc mắc của khách hàng, thắc mắc tại sao mua ở Việt Nam lại rẻ hơn là mua ở Mỹ. Thực chất giá sản phẩm này ở Mỹ là 34 đô một thỏi son, thì giá Việt Nam là khoảng 900. Còn sản phẩm ở Việt Nam chỉ bán 5-600 thì không thể nào. Thì hôm nay mình mới nhờ người thân mình bên trái đây, là sản phẩm người thân mình mua từ Việt Nam gửi qua cho bên mình, còn bên phải là mình mua từ Sephora, cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng ở Mỹ ha. Thì các bạn có thể thấy sự khác biệt đây, để mình zoom rõ lên. Đây bên trái á là cái dòng của nó in đậm hơn, bên phải là nó in nghiêng và nó in rất là mỏng, các bạn thấy không, chữ Dior ở this. Yeah, đó. Và ở phần này đây, để mình đây, các bạn thấy ở đây nó có một dòng hàng Bastos Pro nữa, và cái chữ 3.5g của nó, cái thông số của nó to và rõ nét hơn. Cũng son thật á là 3.5g, tại bên đây dùng phẩy, còn bên nó là 3.5. các bạn thấy sự việc ha. Và nó có dòng đen ở dưới cái đáy của nó nữa, đây có một cái lằn đen nữa đây. Rồi tiếp, mặc cái tiếp đây đây. Các bạn nhìn cái barcode y chang nhau nên khó phân biệt lắm, nhưng các bạn khi mà so sánh kỹ, cái chữ barcode bên phải của mình là hàng thiệt đây, nó bự và nó nét hơn, nó to hơn là bên trái. Và cái phần thông số đây cũng khác với thông số bên đây, các bạn nhìn kỹ ha. Đây là viết lằn ngang đều đều, còn bên đó nó chỉ viết ngang một chút, rồi ở đây một ít nè. Bên đây cũng vậy, bên đây cũng có khác. Cái này bên này cũng khác một chút, khi nào các bạn nhìn kỹ các bạn mới thấy có sự khác biệt. Thấy chưa? Mặt này cũng vậy luôn. Ở đây nó có cái barcode điện tử. Chưa? Và phần này để mình lật lại. Đây, cùng dòng luôn là màu, cùng màu luôn, bo. Sorry. Cùng màu luôn là bo 001 pink. Nhưng bên đây á, hàng giả là của nó in đen. Hình hợp của nó là in màu đỏ, và phần này nó cũng khác một chút, các bạn nhìn kỹ các bạn thấy chưa. Phần đây cũng vậy, sản phẩm của nó là có mã code đen luôn đó, thấy chưa. Nhưng mà nhiều khi bây giờ cái sản phẩm này mình có thể phân biệt được, như nhiều khi nó làm cái vỏ ở ngoài y chang, nó có thể nhập hoặc là nó lấy từ những cái vỏ mà người ta không sử dụng, nó có thể lấy cái vỏ đó để gắn vô, nên cái đó cũng khó phân biệt. Nên bên trong, bây giờ bên ngoài, bây giờ mình sẽ coi bên trong ha. Mình sẽ tháo cái phần giả ra trước, cái phần giả trước. Cái vỏ của nó cũng bự hơn, các bạn nhìn kỹ đi, cái vỏ bên ngoài của nó cũng bự hơn. Đây là bên cây phần giả. Đây là cây son thật. Giờ cho ánh sáng này cũng khó nhìn, để mình tháo ra. Đây, nó rất là lỏng lẻo, các bạn coi nè, hàng giả nè. Nó có dính chặt, nó lỏng lẻo. Còn cái hàng thật nè, nó chắc lắm. Nè, nó có cái khớp, khi bạn gắn vô nó sẽ bật. Chưa? Còn này rất là lỏng lẻo, nó không có ăn vô cái khớp. Rồi, bây giờ bắt đầu mình tháo ra ha. Tháo ra mình coi từng vị trí chứ ha. Đây, cái màu của nó, cái màu của hàng giả nó cũng cam, chứ nó không có hồng như là cái của hàng thật. Để mình lôi ra cho các bạn xem. Đó. Cái chữ của nó không khác một chút, nhưng thật khó để nhìn, để vô khó để mà phân biệt cái chữ của nó. Đây, cái chữ của nó bị mờ, nó không có nét, nó bị nhìn là rất là rẻ tiền. Còn bên đây, cái sao này bạn nhìn nè, chứ nó khác luôn, nên không có bị chóc. Bạn coi này, chưa, nó rõ nét hơn là cái này là màu nó đây, màu đây này, các bạn cầm vô thấy nó bị nứt đó. Là tới cái vỏ ở trong ha, trong nhìn bên ngoài trước, so sánh bên ngoài trước. Ngoài trước thì nó cũng làm tương đối giống như vậy, rất khó biệt. Nhưng mà mình coi đằng phía sau coi,
cũng khó, phải nhìn kỹ lắm các bạn mới thấy cái phần bên cái hàng thiệt nó bự hơn một chút. Nhưng mà son, vô son là các bạn có thể phân biệt đây. Cái này, cái hàng giả đây, bên tay trái bên đây. Nó màu kiểu màu màu hồng cánh sen, màu hồng gọi là hồng màu hồng cánh sen, còn đây là hồng cam nhẹ, biên màu hồng cam, các bạn thấy không? Đây. Và nó không có khít vô cái thân son, nó rộng, nó các bạn nhìn xung quanh của nó rất là rộng. Còn đây nè, nó khít vô son luôn, nó khít vô thân son luôn. Để mình xoắn ra con nó dài bao lâu. Có cái này dài hơn không? Các bạn nhìn nè, màu khác hoàn toàn luôn. Màu bên cây son bên trái mình là hàng giả nè, màu nó khác hoàn toàn luôn. Bên trái là màu biên của nó nè, và nó bự hơn. Đó, các bạn có thể thấy sự khác biệt. Chưa? Nay mình làm clip này để cho các bạn nhìn rõ hơn về sản phẩm, để các bạn có thể phân biệt được sản phẩm giả thật giả, để mình mua không bị lầm, bỏ tiền ra mua mà mình mua lầm nữa thì mình biết tâm lý, mình cũng hiểu. Đó. Mình sẽ chụp hình mình up vào một cái comment để cho các bạn coi dễ hơn. Đó. Thì sau này mua các bạn lựa cái chỗ uy tín, và các bạn có thể dựa vào những cái thông tin mà mình mới vừa nói trên clip á. Các bạn có thể dựa vào đó và các bạn kiểm tra thử cái son của mình là thật hay giả, để mình tránh mình xài nhầm những sản phẩm độc hại thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi clip.